Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Đây là cái tập phim thứ hai mình triển khai cái dự án rau sạch ở trên cống Rua các bạn ạ. Hôm nay thì thông báo cho các bạn một tin rất là vui, đó là có các anh ở bên chính quyền địa phương lên phổ biến về cái kỹ thuật cơ bản để cho cống Rua trồng rau làm sao nó đảm bảo kỹ thuật để đem lại cái sự năng suất nó cao. Đi đường trước kia là anh Kết. A Kết. Đi đằng sau là A Linh. A Kết là phụ trách bên khuyến nông của xã. Đằng sau này là A Ninh, cán bộ địa chính. Đấy, đằng sau cái thằng em mình nó đang cầm cái giống rau các bạn ạ. Còn bên dưới kia thì A Tông đang đi sâu nhất thì vác cái lưới rào ấy, có mấy cân thôi, 8 cân một hộ các bạn ạ, và được 35 mét để rào gà đấy. Mình đã cân đối là cứ mỗi hộ được 1 triệu thì mua giống rau này, mua hạt giống này, cây giống này, mua bờ rào này, mua phân bón này, ấy xong cái khoản tiền còn dư lại thì sau khi mà trồng rau hết nhá thì mình sẽ tiếp tục mua cho bà con là giống cây ăn quả. Ví dụ như ở những cái vùng trên cao này, những cái vùng bản làng này thì hợp với ví dụ như cây đào này, cây mận này, hay là cây lê tràn thế. Tức là sau khi trồng rau đã. Chứ còn hiện tại bảo lấy giống cây luôn thì người ta cũng chưa đáp ứng được. Nên là bây giờ trước tiên là lên phổ biến kỹ thuật cho bà con trước. Sau đó là mới đến cái cây ăn quả sau các bạn nhé. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng theo chân anh em tiến lên cống Rua. Mấy hôm nay được cái là dân nắng lên nên là dân bản đi gặt các bạn ạ. Đi gặt lúa được 2-3 ngày rồi. Hôm qua thì như các bạn biết đấy, dân bản đã đào hết các cái vườn lên. Nhưng mà chưa có lưới rào, chưa có hạt giống thì hôm nay mới lên để đưa kỹ thuật lên trước đã. Xong ngày kia mình đang đặt giống rồi. Ngày mai hoặc ngày kia thì mới tiếp tục. Cả bản đều trồng hết. Hôm nay mình chỉ lấy một mô hình thí điểm thôi, hướng dẫn bà con thôi. Đấy. Đây bà con đã phá lên đến đây rồi đấy. Anh em đã lên đến trên bản rồi các bạn ạ. Hello. thở ra tay đấy, đừng có đùa. An Ninh đi đường này nhiều, quen chưa? Ôi trời ơi, đang bị trượt rút này. Trượt rút rồi. Cây mây này, sông mây này. Cây này cây mây. Mây hay là cây song? Cây song. To nhỉ? Ừ. Đây bây giờ đang bị trượt rút. Đấy. Nó bị căng căng cơ ấy. Căng cơ à? Ừ. Cứ lâu lâu lên là nó bị thế. Là gì đây? Sách bóng cái đá rồi thế này. Trên này thanh niên máu đá bóng phết đấy. Chiều nào cũng thế, đá đến tối luôn. Đắp từ cái sân được mà. Đá bóng tốt mà. Kinh nhỉ? Lên rồi. Đi đâu về đấy? Bè à? Vườn viết xong chưa? Làm kia à? Mọi người đâu nhỉ? Đang rào à? Bây giờ anh em mình sẽ lên chỗ một cái điểm nào rộng rộng đẹp đẹp ấy, làm điểm một nhà trước. Quét à? Vứt rác cái này làm gì? Xong lại phải quét. Sợ đúng rồi, mua lên đôi giày mà đi. Mà đá chân đất sợ lắm. Sao? Căng cơ à? Hỏng rồi, cán bộ hỏng rồi. Cái giống này nó khó lắm. Làm tí rượu vào nó thông mạch luôn. Nè, nó đi nó căng cơ thì chuột rút là không đi được luôn. À đi à. Lên xem mấy người trên này sao. Thế nào đã?
Có cái gì đây? À, măng ớt à? Đây, xem các chị này làm măng ớt đây. Ơ, cái thằng này quần ở đâu không mặc vào, đi ngang qua đây. Ờ, chú. Ờ, chú. Vâng, vâng, xin chào. Nhiều ớt thế này. Cay lắm quá. Nhiều măng này, nhiều ớt. À, nhiều măng, nhiều ớt à. Vườn biết các chị đào xong hết chưa? Hả? Vườn đào xong hết chưa? Thế nào? À, trên kia có mấy cái kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ tìm lấy một nhà nào nó có điểm đẹp đẹp trên này này. Nhà nào trên này nhỉ? Hôm qua thấy thằng con A Tông Quốc Quốc ấy. Hay hái kiếm không? Bằng nãy á. Không biết. Đi đi lên đây nhá. Cái này xong chưa? Đi lên đây tập trung một tí. Lại là măng ớt à? Ăn ớt nhiều thế này khỏe lắm quá. Ờ, chào, xin chào. Nhà nào cũng làm măng ớt, nhà nào cũng làm măng ớt. Làm măng ớt cho một linh. Này, mỗi người một chậu ớt, chậu ớt. Đây, trên này một cái nữa này. Ôi, vườn hình như là nhà nào cũng đầy đủ rồi đấy. Quốc lên hết rồi đấy. Có nhà chưa rào nhưng nhiều nhà là rào rồi. Đi tận đâu Alay? Đi tận đâu đây? À, đi bố xuống. Ờ, à, tua bà. Xin chào bà. Bên nhà này cẩn thận hơn một tí là còn rào cả bên dưới bằng tre. Xong chưa? Chưa. Đây là con trai A Tông. A Chu. A Chu. Đây à? Vườn mình đi dọc xuống đây à? Ờ, thế này là đủ rồi. 50 mét vuông thoải mái rồi. Bên kia là của ấy à? Dê à? Vợ đâu rồi? Sao một mình này? Vợ. Ừ? Vừa đi. Vừa đi à? Gọi về đấy, chuẩn bị làm một cái mô hình thì không biết là cái nào được. Cái này đủ cọc chưa? Để làm cái này luôn được này. A Cua có nhà không? Chưa về à? Bên kia thì ông cụ tóc dài đang đào kìa. 3-4 cái bên đấy nữa. À, tức là như nếu mà dốc độ dốc như này là mình phải làm luống dọc. Làm luống dọc chứ làm luống ngang là đến lúc mưa là trôi hết, xối hết luôn. À. Cái địa hình ở đây nó không như ở dưới mình thì thiết kế vườn mình làm kiểu gì cũng được, nhưng mà ở trên này thì bắt buộc phải theo địa hình dốc, chiều dốc của nó. Ừ. Nhưng mà nếu mà không dốc quá thì làm hàng ngang thì nó hay hơn chứ đúng không? Nó giữ phân tốt hơn chứ. Nếu mà làm hàng ngang thì nó đẹp hơn. Nhưng mà làm hàng ngang thì đến lúc nó mưa một cái, mưa nhỏ không nói, mưa to một cái là nó sạt đất đi luôn đúng không? Nó xối hết đi luôn. Ừ. Như ở dưới mình thì thiết kế vườn thế nào cũng được, thích chiều nào cũng được. Ừ. Nhưng mà như ở đây là bắt buộc phải làm như thế. Dạ. Để em đi gọi đội này xuống tập trung một cái nhà nào đấy để anh ấy nhá, hướng dẫn nhá. Nay là rất tình cờ lại lên đây được gặp bà con làm măng ớt cả bán luôn. Nhà nào cũng làm luôn này. Xay măng ớt à? Xay chưa? Xay được tí nào chưa? Chưa. Chưa. Có khi là rửa xong cái này xong là để tạm vào đấy, để xuống đây anh ấy bên khuyến nông anh ấy hướng dẫn cho bà con một tí để trồng một cái vườn thí điểm đã. Cái vườn kia là vườn nhà nào? Vườn kia cỏ sạch vườn nhà nào đấy? Đằng sau cái nhà kia. Nhà A Tủa. A Tủa? Không phải. Làm gì về nhà A Tủa? Đằng sau cái nền nhà ngay sân bóng này cơ mà. Nhà ông gì đấy?
ông xử ấy. Thôi bây giờ anh chị em xong rửa qua cái này xong rồi đi xuống đấy đi. Tập trung của em tí không tối đấy. Để hướng dẫn người ta hướng dẫn cho cách trồng cấy ấy. Hôm ngày mai để làm nhá. Nhà này là nhà bố của A Súa. Rào hai lớp, một lớp bằng tre và một lớp bằng mảnh. À đây thấy khua đây thấy. Tưởng đi đâu rồi? Cao được nhiều chưa? Hơ! Làm cỏ vườn như kiểu là hình lưỡi cày đi kia. Xem có vườn A Khua. Bé thế thôi à? Ừ. Không đủ 50 mét vuông đâu quá. Anh ta phá cái kia đi gì? Làm sâu vào trong đấy mới được. Thôi từ từ đã. Anh gọi bà con tập trung vào một cái điểm sân bóng kia xong là vào cái vườn của nhà ông gì đằng sau cái nhà đấy nhỉ. Tập trung vào cho bên khuyến nông người ta hướng dẫn cho một lúc để ngày mai ngày kia biết đường mà ấy. Nhá. Ra đây đi. Ui giời. Tụt bơm thôi nhưng mà như kiểu là công viên nước cái này. À tụt cái gì nhỉ? Vỡ ống nhỉ. Yeah. Vỡ ống này các bạn nhìn này, đẹp như công viên nước luôn. Ý. Khua ơi, gọi mọi người sang đây. Anh Ninh ơi. Đây gọi chắc không nghe hú. Gọi chắc không nghe hú thôi. Đây có một cái vườn đã làm xong cái cọc rào cọc riếc này hết rồi. Nên là đưa bà con sang đây, thứ nhất là nó dâm và thứ hai là có cọc này tí chỉ việc quay cái mà là được. Hướng dẫn luôn ở đây cho nó dễ. Vườn này thì diện tích chắc nó rơi khoảng 60 mét đấy. 60 mét vuông. Nhà nào cũng có vườn rồi các bạn ạ. Đằng sau nhà này có hai cái này. Bên này một cái này, chỗ kia một cái này. Tất bên kia là quốc tất rồi. Lên đây. Anh em lên đây tập trung đi. Chuẩn bị cuốc xẻng các thứ ấy, làm mấy luống cơ bản điểm. Hô mấy người lên A Khua. Cái rau này nhá anh Tú ơi. Dạ. Bây giờ thứ nhất là nó nắng, thứ hai là cái đất là nó khô, mình chưa đáp ứng được cái nền đất để cái luống để trồng nó. Bây giờ trồng xuống là ngày mai nó sẽ chết. Bây giờ phải chuẩn bị cái luống này cho nó cơ bản đấy để mới trồng được cái rau. Rau này cho cái trang bảy xe nha con. Bà con bao nhiêu đủ hết cho tôi nhá. Sát nữa thì em sẽ ấy, chuẩn bị em về sẽ bảo nhá. cái nhà nào mà được trồng cái rau kia ấy. Thì nhà nào cũng được như này luôn. Ví dụ như ban ngày nó trang đủ hết chưa? Nắng nên là phải ở đây nó không có cái lá cọ các thứ để che, chặt cái lá chuối. Đổ sang hết cho tôi, đừng cứ đổ sang đất phương nhá, đổ sang đất tôi thôi. Chiều là phải tưới nước cho nó. Đất phương là ngay từ cái mép tường nhà xe nhỏ kia. Vào ấy. Bây giờ trước tiên là cơ bản là bây giờ là tìm lấy mấy cái cuốc xẻng. Xem anh xem là hướng dẫn bà con cơ bản đấy, cái cách lên luống. Đây, cái khâu đầu tiên của một cái vườn đó là rào trước. Hôm nay thì mình mua cái lưới rào là cao 1,5 m. Đây là luôn mua cái loại tốt nhất ở đấy rồi. Còn tốt trên nữa là phải B40. Nhưng mà cái số tiền B40 nó căng lắm. Một cân là 20.000. 27.000. 20 mấy nghìn đấy. Nói chung là 20 mấy nghìn đấy. Nhưng mà bao nhiêu nhỉ? Mấy cân mới được 1 m cơ. Hả? Đây rào từ bên kia lên. Ở đây luôn. Đấy. Lạt đâu, em. Trẻ ít lạt đi. Lạt giang ấy. Đây là cái cho vào cái cây đây đây. Lấy dao lên để ấy nhá, lấy dao lên để chặt cái cọc để đóng ghim chân nhá. Ghim chân nó xuống. Ok
8 cân được, đúng rồi, 35 mét. Đâu đâu, chủ nhà đâu, đi lấy dao về để chặt cái kim chân đi. Chủ nhà đâu nhỉ? Cái này phải kim chân nhà xuống. Bên kia này, cái này nó chắn đây. Rồi rồi, nó đang làm cái kia nó để tí bảo nó. Thế là đủ một nhà. Trong gối nào hả? Xong đủ đúng một nhà thôi, 35-40 mét. Chúng ta đi một tí cắt làm cửa sau. Đúng rồi. Cái cọc mình phải chặt cao hơn này, chặt cao hơn cái lưới nữa. Cái cọc rào này. Bởi vì cái lưới này nó cao như này mà mình làm cái cọc thấp hơn là không buộc được. Mà bắt buộc phải buộc thì đến lúc buộc vào xong rồi nó để nó thừa ra. Buộc bằng dây nhựa này là một, hai nữa nếu mà có điều kiện mình buộc bằng dây kẽm. Thép này. Thép ly. Để buộc cái tấm lợp kia kìa, dây bé thôi, không cần dây to đâu. Dây nhỏ. Buộc ở đây khoảng nó tuột xuống. Thế bây giờ làm cái cửa đâu, cửa đây à? Làm cửa đây. Vẫn còn thừa lưới nhiều đúng không? Đây cái cửa ở đây em ạ, làm cửa đây. Bây giờ nước ở bên nào gần hơn? Đây. Bên này gần hơn. Nước đây đây. Đây đây xây nước đây. Nước ở đây thì yên tâm, nhà nào cũng có. Chỉ là một cái dây rút đây thôi. Phun. Cái cọc rào này là hơi thấp ấy. Kìa, như cái chỗ kia là hơi thấp kìa. Kìa nó để nó thay cao như này thì mới có tác dụng này. Rồi. Bảo bà con khắc ấy được. Còn bây giờ ông vào họ bảo họ đánh luôn. Lấy cái dao về đây để bảo con bé kia lấy dao về đây để làm cái ghim cái. Ghim cho người ta hướng dẫn cho. Về cái vườn rau cơ bản thì thứ nhất là anh chị để ý nhá, thứ nhất là về cái phong tục tập quán của mình ở đây ấy là hay chăn thả rông, gọi là thả rông ấy. Nếu mà không có, thứ nhất ít nhất là phải có cái rào, và thứ hai nữa là phải cuốc đất cơ bản và lên luống. Thế còn ở đây mình cứ làm theo cách truyền thống của mình, giống như kiểu ở trên nương ấy, là cứ cuốc đất lên là gieo thì ở trên nương thì nó gần như là tự nhiên, còn đối với ở nhà thì mình phải chăm sóc các thứ, phải tưới này, phải bón phân này, rồi lúc đi nhổ rau này thì bắt buộc mình phải lên luống. Thứ hai nữa là về cái địa hình đất ở trên mình này ấy, thì là nó dốc. Nếu mà mình cứ để tràn lan, cuốc tràn lan lên như thế này xong gieo ấy thì là nó không đảm bảo. Đến lúc nó mưa xuống một cái là bắt đầu nó xối hết là lại phí công của mình ra nhá. Đối với lên luống cái rau này ấy thì cái mặt luống của nó là từ 80 đến 80 phân đến 1m2. Và đặc biệt ở trên này thì cái thứ nhất là mưa nó xối đất rất nhanh, thứ hai nữa là trời nắng như thế này nó khô rất nhanh, cho nên là không cần phải lên luống cao lắm. Nếu lên luống cao là nó khô đất rất nhanh, nó sẽ làm chết cây rau của mình. Và cái rãnh này thì không cần phải làm to lắm đâu anh, cái rãnh này thì rãnh là làm bé thôi. Anh mà vẫn cũng tích đất cho mình đi chứ, phải làm đủ cho mình đi chứ, đủ thì nó vừa thôi. Đấy, anh em nhớ nhá, đầu tiên là cái luống rau này 80 đến 1m2, tùy theo hộ gia đình mình làm, không được to quá, không được nhỏ quá. Cái địa hình dốc thì mình làm luống dọc theo, tại vì làm ngang thì nhiều công, và thứ hai nó hay bị xối. Nào, chủ nhà đâu, vào đây làm đi. Khác với trồng lúa nương tí, trồng cải mông một tí nhỉ. Nó khác đi một tí xem nó có hiệu quả không, năng suất hơn không nhỉ. Cơ bản là năng suất hay không phải cho con người chăm sóc. Đấy là cái nhất. Thứ hai là đầu mình. Rồi, chủ nhà đâu, làm cho anh một luống này nữa. Trước tiên là làm cái luống. Nó lẽ ra cái này là xới đất lên như thế này phơi được khoảng một tuần để cho phơi ải ấy. Vâng. Là nó chết cái cỏ đúng không? Cỏ là một, cái hai là cái kia. Vi sinh vật. Đấy, đến đấy là bởi vì là đây, ôi, cho em ơi, em ơi. Hất nó vào trong này, không phải hất kiểu đấy. Làm đến đây thôi. Hất nó vào bên trong này. Thôi, ở đâu rồi? Cái cột này không được đâu. Đất đẹp, đất ngon đấy chứ nhỉ?
đất này đất tốt đấy. Cái này có phân gà với phân trâu vào nữa thì ngon. À đấy, tí nói đến cái chuyện phân, anh hướng dẫn bà con một chút về cái cơ bản với cái phân bón nữa nhé. Phân bón thì lấy được kali kia về thêm vào nữa là ổn. Ở chủ nhà có mỗi đây đi à? Vâng. Chồng đi chặt ấy rồi. À khua làm hộ tí. Cơ bản là hướng dẫn hai luống trước đã. Em gái ơi, về sơi sơi này lên á. Đập cái xuống á. À, chết rồi, quên mất. Để lấy cái giống ra để mình biết. Mình ấy cơ bản những cái gì cần chuẩn bị ấy. Anh Linh cho em cái hộp giống ở đây coi. Không phải cái nào cũng giống nhau đâu đúng không? Không, về cơ bản luống là giống nhau hết anh ạ. À đây à? Cơ bản trồng là giống nhau hết. Kể cả hành, kể cả hết các thứ giống nhau hết. Tất cả các loại giống nhau hết. Rồi. Làm luống lên luống giống nhau. Cái này là làm mô hình nữa nhá. Cái này là mỗi nhà được một bao đấy nhá. Cái này để mình làm cỏi hướng dẫn trước đã nhá. Đấy, cái giống rau của bà con thì gồm có như thế này. Thứ nhất ở trên này thì chắc là su su thì nhà nào cũng trồng được, tại vì đất nó mát đúng không? Thì là có su su này, giống su su này, cái này giống đấy nhá. Thứ hai là cái này là hạt cải cúc, cái này là ăn nhanh. Cái này là giống hành. Đây là giống cải ngọt. Đây là cải ngọt nhá. Có cả cải mông đấy. Anh ơi em xem cái giống hành kia nào. Hải này, hải rau gì đấy? Rau mùi. Đây là đỗ. Đỗ là một luống này. Nhà nào cũng được một luống đỗ nhỉ. Rồi, cái này cải bẹ. Cải bẹ. Cái này cải bẹ. Cải mèo Hà Giang. À cải mèo Hà Giang à. Đấy. Tha hồ mà ấy, bằng này giống cũng mà. Đấy. Cái số tiền 1 triệu đấy nhá, gồm có bờ rào này, hạt giống này, một bao phân này. Và cái đấy là chưa hết đâu. Còn dư lại sau khi mà làm cái vườn này, em sẽ mua cho một số các loại giống cây ăn quả. Ví dụ như là lê này, ổi này, hay là bưởi biếc ấy. Để em về em đặt bên đấy đã. Như ở trên này thì trồng cây gì nó hợp lý được anh. Anh cái đào. Kết. Cái đào. Trồng đào. Đào mèo là một này. Cái lê em nghĩ là được. Cái lê mát. Lê, sợ nó lạnh quá không được. Thấy nó mát rồi chứ Sapa trồng nhiều mà. Cứ thử đi. Một cái trải em cũng thấy trồng nhiều nhưng mà lê ở đây thì chưa thấy ai trồng. Muốn trồng thử nghiệm. Cứ trồng thử nghiệm. Cứ thử nghiệm một vài cây đúng không? Ổi thì được. Ổi. Cứ ổi được đấy. Ổi ghép đúng không? Ổi ghép. Ổi ghép nhưng mà cái chăm sóc của nó cao. Kìa. Cây gì mà cho bà con ít chăm sóc mà nó. Chanh này này, cái chanh chẳng hạn. Ở đây anh cứ trồng cái cây đào cho nó đặc chủng luôn. Đào à? Đào. Thử xem mỗi loại một ít nhờ. Giống kiểu đào ở trên này cơ. Đào mông cái gì? Đào mông trên này khó lắm. Khó tìm giống đấy. Ở trên trước ở trên ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu có. À được. Hỏi nó xem có đó. Ươm nó hay ươm. Nó ươm ấy, nó ươm rồi. Nó ghép ấy. Nó ươm để bán ở dưới chuyên ươm cái giống để bán. Rồi. Đấy nhá, bà con để ý nhá. Có nghĩa là lên tạo hình luống xong ấy, cuốc đầu tiên là cuốc cơ bản này. Xong là tạo hình luống này, xong sau ấy là băm nhỏ đất nhá. Tại vì ở đây là bà con ở đây là trâu toàn để trên rừng nên là không có phân trâu, thì nhà nào có phân dê thì bón phân dê nhá. Nói chung là có các loại phân dê, cả phân gà. Nó đỡ cỏ hơn là phân trâu, với nó dễ vận chuyển hơn nhá. Phơi được nữa thì càng tốt. Thì đáng lẽ ra cái này bón lót là phải bón cả phân chuồng nữa, nhưng mà ở đây chúng ta bà con đây chưa không thấy nhà nào có phân chuồng cả, nên là có thể dùng ít cái phân tổng hợp kia NPK. NPK được. Đấy, do một cái sai sót là ở đây người ta lại không làm chuồng. Toàn thả lã trên nếu rừng cái kìa. Nên là phân phiếc không có. Bố mình nhá, mốc mồ như chỗ kia là không được. Cỏ vứt đi. Em ơi, nhặt cái bệ cỏ vứt đi. Vợ ơi. Cái còn mà để mà như bên kia ấy không làm cho lên uống như thế này ấy. Là nước nó chảy trên mặt này, nó chảy hết. Thứ nhất là chảy hết phân ở đây rồi. Thứ hai nó trôi cả cái đất này đi rồi. Nó là
thẳng nó cao nhá. Phải làm như thế này thì nước nó chảy theo cái này đi cả. Bây giờ người Mông mình cứ quen là để cải dại nó trong đúng rồi. Cái người Mông này hay trồng theo kiểu lúa nương ấy, quãi. Không lên luống như này ấy, lúc đi hái là mình dẫm lên đây này. Lên luống như này, ít mình đi theo cái đường này này. Chiều phải tới một lượt nhá. Với lại cái rau mà cái rau có gốc sẵn như thế kia kìa. Anh ấy lấy cái túi rau, cái rau giống có gốc sẵn ở kia ấy. Người ta ươm sẵn rồi ấy. Nên là không, cái túi rau kia kìa. Túi rau cải ấy. À đấy, lúc nãy em chưa nói là su hào bắp cải là có cây giống các bạn nhé. Đây là cái giống rau này ấy. Đây là su hào này. Thì nó trồng sẵn như thế này ấy. Nó ươm sẵn to như thế này ấy. Thì, cái này là bắp cải. Bắp cải. Su hào đây. Hay là nhầm nhỉ? Đúng rồi. Nó nhầm nhỉ? Hả? Nó nhầm nhỉ? Không, đúng rồi, su hào đấy, lá su hào đấy. Nó giống nhau không? Cái này khác đấy. Một cái bắp cải, một cái su hào. Thì với cái giống rau mà người ta ươm sẵn này thì là cũng tưới như là mình gieo hạt nhá. Cũng tưới như kiểu gieo hạt đấy. Nhưng mà hết sức lưu ý, với cái thời tiết nó nắng như này là phải che nhá, chặt cái lá chuối để che nhá. Ban ngày nắng thì che, còn chiều tối mát, có nghĩa là buổi sáng mình tưới xong thì lấy cái lá chuối cái che vào. Xong đến buổi chiều mát mình tưới, lại bỏ cái lá chuối ra, xong sáng ra mới đậy nhá. Để buổi tối cho nó hứng xương, nó ẩm đất nhá. Tối nó có xương. Lót không quá nhiều nhá, anh cứ quãi ra. Quãi ra đều đều. Đều tay. Anh Ninh ơi, anh bước ra ngoài đi. Nào, đưa đây xem nào. Đấy, cho cán bộ làm thử. Đấy, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Rồi, đây là cái công đoạn bón lót NPK. Bón xong nhá. Nhớ này, sau khi băm nhỏ đất, bón cái phân bón lót lên trên mặt luống nhá. Sau đấy là đảo nhá. Sới đều lên, sới đều cả phân cả đất lên nhá. Chứ không là để trên tầng mặt này. Thứ nhất là nó bị mất phân nhá, nó bay mất hơi nhá. Thứ hai nữa là lúc mà cây nó phát triển rồi ấy là nó không sử dụng được cái phân đấy. Phải đảo đều vào đất. Tức là cho nó hòa vào trong đất. Và cho nó đảo cho nó đều vào trong đất ấy. Ừ. Anh ơi, đưa. Ăn dễ dàng. Xong nó phải đảo đều lên nha. Đặc ăn dễ dàng tuôn. Đây, đảo cho nó trộn đều vào đất này. Đấy, đúng rồi, thằng đấy làm đúng rồi. Đấy, thằng kia đấy, đánh như thế là được. Ừ, trộn đều đấy, lên. Này, đánh quay lên đầu này đây. Lấy cái mõm cuốc. Đấy. Đáng lẽ là cái này được có phân chuồng nhưng mà đây. Không có thì chấp nhận thôi làm sao. Cái này chỉ làm thí điểm. Đáng lẽ là phải có phân chuồng và rơm. Đất nó khô cái này đáng lẽ là phải có rơm hoặc cái cỏ khô ấy, cái cỏ khô mà cỏ danh dây dây như kiểu rơm ấy. Cỏ danh mình phủ lên trên cái mặt luống này. Thứ nhất là để nó khỏi mọc cỏ. Thứ hai nữa là để nó giữ ẩm, bởi vì đất mình là cái tính chất của nó là nó là cái đất đồi, nó thoát nước nhanh, hiểu chưa? Phủ cái rơm lên, phủ cỏ lên là nó giữ ẩm và cỏ không lên. Quên mất là nhắc là mỗi nhà được một cái ozoa nữa nhá. Quên mất đấy. Mua rồi để nhà rồi đấy. Mỗi nhà được một cái ô doa nữa, 25 cái. Đầy đủ hết rồi, chả thiếu cái gì đâu. Có ô doa nhựa đây chứ không là đúng lúc là nước xịt xịt đi, cái rau non là hỏng hết. Đúng rồi. Mua sẵn sàng ở nhà rồi. Mình ở chỗ nào mình có vật rau. Quẩy cái gì trước? Cải ngọt à? Hay là cái... Đây với cái giống rau này nhá, là cũng là rau cải Mông của mình ấy. Đây này. Nhưng mà nó là giống ở Hà Giang. Cải ở trên Hà Giang. À. Nhưng mà nên nhớ cái rau mà gieo, thứ nhất là gieo dạng như kiểu để làm giống này, thứ hai là rau ăn non ấy, thì không nên gieo quá dày nhá. Này để ý này, cái rau trật tự đi, gieo quá dày nhá, gieo dày quá là đến lúc ví dụ như là nó gặp trời mưa khoảng 2-3 ngày liên tục ấy,
trong cái thời gian rau non nó được khoảng 2 lá mà nó mưa liền 2-3 ngày liên tục là nó bị nấm gốc nhá. Nếu mà gieo dày quá là nó bị nấm gốc là nó chết hết. Cứ như kiểu nó chết như kiểu là đổ nước sôi vào ấy. Thì lúc đấy lại bảo anh Tú anh cho giống đẻo. Cho rau đẻo. Đấy, rau thưa thôi nhá. Gieo đừng để cho nó bắn ra ngoài. Không gieo quá dày nhá. À, tức là gieo xong mới tưới nước à? Cái gói này được rất là nhiều nhá bà con nhá. Cái gói này hàng 400-500 mét vuông cơ. Đấy, đừng có đổ. Đừng có làm một gói một thì chắc là như mạ luôn đấy. Chị cả chỗ. Chỗ có cái gì đi đi nữa. Ôi chỗ nó chỉ đang ăn túi gì mà đang lóc nó đấy đi nữa. Mặt cô nhìn thấy nhưng mà đến lúc không lên là rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Hạt nó bé. Đây chị nào vào đây thực hành luôn. Bên này. Đây. Đây là, cho đây, luôn một em gái thực hành luôn. Ờ. Được giao dày thì em ơi. Mày nói đâu. Đấy. Đi đi thôi. Nhìn có nhìn thấy đâu nhưng mà đến luôn lên áp quyết đấy. Mỏng mỏng thôi nhá. Mỏng thôi. Cái hạt nó rơi xuống lúc mình không nhìn thấy, mình cứ nghĩ là gieo thế là nó còn ít đấy. Đến lúc nó thưa nhưng mà thực tế là không phải, lúc rau nó lên dày lắm. Rồi xong một luống. Cái này là rau cải mông. Thế còn có một loại cải ngọt nữa nhá. Cải ngọt cũng gieo thế à? Cải ngọt thì có thể là làm luống riêng cũng được nhưng mà không, nhưng mà cũng gieo hình thức như thế đúng không? Gieo như thế này luôn. Đây. Từ lấy cái gói rau kia nữa. Rau cải ngọt cho anh hướng dẫn cái nào. Cái quả chu chu nhá, hỏng luôn. Đây này. Cái gói cải ngọt này nó cũng gieo như thế này nhá. Gieo đúng như thế này luôn. Cứ loại nào có hạt là mình gieo như thế này và làm luống lấy luống như thế này. Thì nó mới đảm bảo nhá. Đáng lẽ ra phải được phân nữa nhưng mà mình rất là nếu. Mẹ chứ đó, có gì một cái 20 ngày nữa không mà lấy mà lại có rau ăn lẩu ngay. Có cả giống cải cúc ấy, giống rau thơm đấy, rau mùi đấy. Người Mông hay ăn rau thơm. Đúng rồi. Bên trên 20 ngày là có rau ăn rồi. Bên này là luống rau trồng nhá. Thực hành cho bà con hai luống cơ bản thôi. Và một cây su su để bà con trồng. Nhớ nhá, em hướng dẫn cái gì phải nhớ đấy nhá, chứ không là đến lúc còn lên kiểm tra nhiều đấy. Còn lên kiểm tra đấy nhá. Đấy, bên này là tiếp tục là cái luống rau trồng. Dưới kia thì đang chuẩn bị trồng cái cây su su. Cái to tốt mà. Này có phân chuồng xuống nữa anh ạ. Cho phân kali này lót là được rồi. Đất này nhìn thấy nó tốt vết đấy. Đấy, em đào dụng ra, phân nó ra. Đấy, phân nó ra. Chị lâu tí cho lỗ hứa ra. Từ, anh bảo cái luống rộng như thế này. Cuốc ở đây nhá, cuốc ở đây và cuốc ở đây. Đây này, mình tức là khoảng cách này nó không từ đã. Còn ở giữa này lát nữa để trồng hành, hiểu chưa? Tức là cái khoảng cách cây là bao nhiêu phân anh nhỉ? Cây là 30-35 cm. 30-35 áng thôi. Không phải lấy thước về đo đâu nhưng mà mình nhìn mắt. Áng để em ơi, để phân ở đấy ra bên ngoài đấy nhá. Đấy, đào đi. Như một luống như này thì chỉ trồng được hai hàng thôi. Tại vì khi mà lớn lên cái bắp cải với cây su hào này nó tán nó rộng lắm. Nó sẽ che vào nhau nên là cái khoảng cách nó phải hợp lý. Xuống một tí em ơi, xuống một tí nữa. Chán thật căng. Đây này, em ơi. Chán thật căng. Khất định chứ đi. À, thông báo cho bà con ở đây nhá, là bây giờ chưa chuẩn bị được thì cái đồ nó chưa lên được thì ngày mai nhá hoàn thành
tất cả các cái luống rau ở đây đều phải như này nhá. Để ngày kia lấy đồ lên nhá. Đây này, nhà nào chưa, anh em nó chưa mang lưới lên được, chưa mang giống lên được thì cứ chuẩn bị luống trước đi, cứ cuốc hết đi. Lên luống như thế này đi, xong là mang lưới, mang anh em mang lưới với lại mang giống lên, chỉ việc căng lưới với lại rồi được, quét ra thế được rồi. Như thế là nó tiện. Quét ra, quét ra được rồi. Cái này là su hào thì lát nữa làm cái luống bên kia cũng trồng như thế này nhá. Cũng làm như cái luống bên này nhá, chủ nhà nhá, để ý nhá em ơi. Chủ nhà nhá, để ý nhá. Lát nữa là cái su hào này cũng trồng như như cái luống này. Cái luống này nhá. Cái này là su hào trồng riêng một luống ra. Cái này này. Còn cái này là bắp cải này. Đây bây giờ trồng bắp cải cho đi. Su hào tí làm xong. Anh Ninh lấy cái tay đảo đảo cái xanh cho. Bóp bóp những cái đất vụn nó ra một tí. Đấy, cán bộ phải thế chứ. Rượu đâu, mang lên đây cho cán bộ. Rượu đâu, rượu đâu. Mỗi một hố này nhá, chỉ trồng một cây rau thôi nhá. Mỗi một hố chỉ trồng một cây thôi. Còn lại nếu mà không còn đất nữa hoặc là không đủ đất để trồng ấy thì có thể mình để không chỗ nào nó ẩm ấy. Vài ngày sau nó nắng chẳng hạn như thế thì mình lấy cái cây ở trên này nó bị chết nhá. Thì mình lấy cái cây này lên dặm lại vào đây. Cái này lát nữa để mà trồng thừa đi. Chó kìa, đuổi đi. thế cán bộ đang thiếu dầu đấy. cái hốc của nó anh bới một ít đất xuống trồng đừng để nó ấy như thế kia. Nó đấy của những con chúng còn của một chỉ giá. Nó còn giờ trốn tụ nó chưa. Này, chủ nhà đâu nhỉ, đây à? Trồng phải ấn chặt xung quanh nhá. Ấn chặt xung quanh gốc nhá, không là nó chết nhá. Lấy cái đất nhỏ này này. Đất nhỏ này. Vào đi mấy chị em ơi, vào sang đây trồng đi. Con em làm thôi. Chủ nhà mà cứ đứng nhìn như thế thì làm sao mà biết làm được. Làm đi chứ. Mang mấy cây đây. 3 cây đấy, mang em. 3 cây. 3 cây thôi. Như này vui cả ngọn nó đi còn nói chuyện gì nữa. Vui này nó chết. Thằng này thằng A gì đây? Để ca trùng rau. Đã bảo rồi, chỉ thua thằng Ninh này thôi. Cán bộ Linh. Đừng có vùi ngọn nó nhá, vùi tránh để dập cái bẹ lá với cái lá của nó nhá, dập là chết đấy. Chặt vừa thôi nhá, không được chặt quá rồi nhá. Đi tới cái nơ luôn. Cái nơ là không của nào. Xong là ngày mai em nhá. Nhớ là phải lấy lá chuối che vào, lấy 2 tàu nhá. Che dọc theo cái này. Có nghĩa là mày phải làm cái cây ấy, cái cây một cọc, hai cọc, ba cọc này này, cho cái cây dài ở đây xong mình cho nó lên trên chứ không phải úp vào nó nhá. úp vào nó là nắng lên là thành luộc đó. Lấy bạn úp vào thẳng luôn được nhá. Như này này, cái này cọc này, cái cây này, để cho bạn lấy lá chuối lên trên thì mới được. Một mẹ phải bài những em ơ. Úp thẳng thì mới sống nhanh. Linh ơi. Một phải bài những em ơ. Không, lá chuối là tốt nhất. Là chuối, lá cọ, lá danh, cái gì mà che được thì được mà, tận dụng cái gì cũng được mà. Ở đây có cỏ danh không? Không có. Không có cỏ danh. Cỏ danh là cái gì đâu? Cái cây cỏ danh mang về để giải vào cái mặt luống này này, thay rơm này này. Không có. Quá nhưng mà bọn này nó ở đây không có. Đấy. À có dạ à? Dạ lúa nương ấy. Lúa nương á? Nó tận kia thì liệu nó tươi được không? Nó ở gần đây, cách đây có 8 cây. Cây hành thì trồng như nào? Bảo bà con luôn anh. Tận dụng cái ấy. Cái luống ấy. Cho bên này vào tí nữa. Đây nhá. Cho tí nữa. Rồi, đảo lên. Ninh. Từ từ đã anh Ninh ơi. Để xem chị em à, anh em làm cái này đã xong. Tí xuống bây giờ đấy. Xong để cái này nhỡ đâu nó chết nhá, nhỡ đâu cái rau này nó chết thì mình mấy hôm sau mình mang lên mình dặm vào đây nhá. Làm luống nướng được mà cái đấy. Làm được luôn nữa mà. Này chị em nhìn để ý này. Tận dụng cái khoảng trống ở giữa các cái rau này thì có thể chêm thêm hành này, thêm rau mùi này, xà lách này, đấy, mấy cái thứ mà ăn nhanh ấy. Mà nó mọc mầm như này là tốt này. Đây là nó mọc luôn, còn kia là nó phải chờ lâu. Đây nhá, nhìn trồng hành nhá, trồng vào giữa khoảng cách 4 cây này nhá. Đừng có trồng như này, trồng vào đây. Trồng vào giữa 4 cây. Nó lẽ ra cái này nó phải đất nó phải tươi ấy tí rồi. Cũng trồng như thế thôi đây này. Để cái này xuống.
xong lấp đất vào thôi, ấn xung quanh lấp đất vào thôi. Như này thôi, như thế là được nhá. Đây, em gái xuống đây thực hành luôn, trồng ở đây luôn. Đây. Ừ. Đây đây, trồng ở giữa bốn cây này. Con hố này, ba con hố này hai quả. Hai ba quả cũng được, bốn quả cũng được. Chỗ hay nó chứ. Đây đây đây, lấy quả quả. Ờ, mua sữa. Bắt nhỏ này nhá, ấn ấn chặt xung quanh này. Một kháo rồi. Một khó đấy, ơi, là một khó ơi. Đấy, em gái này trồng một đấy xuống đây cho anh. À, trồng luôn cả kia. Anh Ninh trồng su bao giờ chưa? Đây, trồng như này. Su su giống. Trồng rồi. Trồng như này đó. Rồi. Để kỹ thuật Ninh kiêm. Thôi thôi anh kết rồi, anh xuống cho em nhờ đi. Anh khuyến nông nghe ông ngồi ông địa chính rồi nhỉ. Mới gom quả luôn hay là túng tụm luôn? Sao trồng đít nó lên thế? Phải đúng không? Phải không? Bà con nhìn nhá, đào hố thật rộng này, có phân chuồng xuống rồi này. À đấy, nằm ngang quả su su. Nằm úp thì à. An Ninh ạ, nằm úp thì à. Xem nó hướng nó lên thế này. Đúng rồi, hướng nó lên đúng rồi. Kia cái chỗ cái rễ của nó lấp nhẹ đấy nhá, đây này dập hết rễ đây này. Mấy quả? Ôi, hình như hai quả một khóm đúng không ạ? Bốn quả này. Được. Bốn quả khóm sợ dày quá quá. Đâu nó màu lên nó đi bên này. Đáng lẽ là cái này phải trồng thành hai khóm. Hai khóm thì đúng quá. Phủ nhẹ cái lớp đất này lên trên nhá, phủ nhẹ nhá. Không là nó dập hết cái rễ là nó hỏng chết. Có mà cho mà Susu có mà tu mà trồng mà lớn nổi, ở dâu mà. Susu là đáng lẽ ra phải trồng ở dưới nhà thì nó đẹp hơn, ẩm nó đẹp hơn. Không, cái này tiện, cái này mai sau cho hai cành tre lên cái mái nhà này là có Susu ăn ngay, đúng không? Phủ nhẹ chặt xung quanh, chặt xung quanh phủ nhẹ. Susu này mà ở xứ lạnh này là hợp lắm đấy, nhờ. Trên cao mà, trên cao. Thôi, lấp thôi, được rồi. Okay. Lấp sâu quá là sau nó bị chết đấy. Mầm, nó cho nó mầm lên chứ, đúng không? Lâu lên mầm, hai nữa là. Rồi, bây giờ cơ bản đã xong. Mấy hai luống rau. Xem kẽ hành với lại gốc. Cái này nhá, này. Để ý này, cái này trước mắt là cái đất ở đây nó hơi khô nên là tại sao anh ấy, anh không để cho nó lên cao nhá, cái đất ấy. Về sau lúc mà nó lên được khoảng 30cm này rồi bắt đầu mình lấp đất dần lên cho nó đầy này, nên không là gọi mưa là xuống nó úng nó chết nhá. Gọi là giống như mình kiểu trồng rau ấy. Còn bây giờ thì nó mà nó mau lên mình cho đất vào. Lấp đầy quá là khi nào nó rồi. Nó ra khỏi mặt đất rồi thì lấp lên, khi nó lên mặt này thì lấp cho nó đầy lên. Rồi rồi. Nhớ nhá. Đấy, bây giờ hướng dẫn bà con là tưới cái cách ô doa. Ô doa nhưng mà bây giờ chưa lên. Còn cái này là mỗi nhà một cái đấy. Cái gốc này là không phải té một phát nữa nhá, cái này tưới từng gốc một nhá. Không phải té đâu nhá. Cái này là té này. Cái này là có thể dùng qua phun như này đi này được, nhưng mà cái này lấy cái giá vào đây. Lấy cái giá về đây. Lấy cái gáo ấy. Giáng ơi. Đi lấy cái gáo nước với cái giá về đây cho anh ấy, anh hướng dẫn tưới. Mang chậu nước vào đây cho anh để anh bảo có cái giá không? Có gáo ấy, tưới từng gáo một. Còn cái bên này mà chưa có ô doa nhá, em tưới bằng em lấy cái giá ấy, xong nó đổ cái gáo nước vào cái giá đấy xong cho nó đều ra ấy. Có cái giá không? Nhà có giá không? Không có giá à? Giá đáy gạo ấy. Không có à? Thế thì phải té đều tay. Té nhẹ nhẹ thôi, nó mới không dồn hạt chứ không là không được làm gáo một thì mai sau thành một đám một đấy. Mình làm một cây. Kiểu này như mình bơm nước vào, mình bơm đi. Không, xì cái kiểu đấy không được. Làm gì cũng được. Không được. Mình có cắt chỉ đường mà. Mà lấy cái bình phun mà. À, bình phun thì tốt. Ừ, được. Bình phun. Mà mình cứ tưới cái này. Ô dọa. Buổi sáng tưới một lần, buổi chiều tưới một lần nhá. Cái này cũng thế, cái kia sáng đấy. Sớm tưới một lần và chiều tối mát như này. Khi mà hết nắng thì mới tưới nhá. Mai thì có cái ô doa thì nó sẽ dễ hơn. Còn tưới thế này thì thực ra là cái biện pháp gọi là tức thời thôi. Tôi mới
bắt đầu từ đấy hớt cao dài dài từ trước kìa. À, thì chỉ lấy bóng mưa thôi, đo hết rồi có 35 thôi mà, thì lấy bóng mưa rơi vào một tí thì được. Đo thử xem cái kích thước đủ 1 mét không? Đấy, đo từ cái bờ rào đấy. Đo từ đây lên. Đấy. Rồi nó có tua không? Ờ đấy, đo bề dài chưa? Ờ, cho hết vườn đi. Xem được bao nhiêu mét? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mét. Đo từ 14 mét. Cứ gọi 13 mét thôi. Đo từ cái điểm kia lên điểm trên này xem nào. Bình ngang. Đấy, đo chỗ mày đi. Đấy, đấy. 1 2 3 4 5 6 mét. 6 x 13 6 x 6 36 18 78 mét vuông. Đấy, vườn như này. Vườn như này thì tuyệt vời đấy nha. Yeah. Một nhà quy định của một nhà nếu mà vườn rau đủ ăn cho khoảng 4 đến 5 người chỉ cần 40 mét vuông thôi. Đấy. Thì em cũng khoán cho dân bản là 50 mét mà. Trên 50 mét. Khoảng 40 mét vuông thôi là đã cung cấp đủ rau nếu mà chăm sóc tốt. Đúng rồi. Cung cấp đủ rau cho 4 5 người. Bây 4 5 người nhưng mà nhà này tới 12 người, 13 người đúng không? Chứ có trồng nữa thì cũng có rau ăn quanh năm. Đúng rồi. Nào trồng thức đấy. Đúng rồi. Có rau ăn quanh năm luôn. Ok, cơ bản này chưa? Xong bây giờ đến cái rào này đóng ghim kiểu gì cho bà con? Đây nhá, cắt xong là mình buộc như này. Nhưng mà ngày mai là phải buộc hết dây nhá. Buộc trên này, buộc giữa, buộc dưới nhá. Còn chỗ nào cứ khoảng cách cứ một ô này sang đây thì ô này đóng một cọc, ô này đóng một chân cọc ở đây ghim xuống nhá. Ghim xuống để khỏi con gà nó cậy nó vào được nhá. Ghim, thử ghim một hai cái cho thằng em nó xem. Hồi nãy ra cái này phải kéo căng ra được, đã buộc dây đằng trên thì đã xong là bắt đầu mới ghim chân thì nó ấy hơn. Ừ. Nhưng mà cái này là anh hướng dẫn nhá, phải nhớ nhá. Ngày mai mỗi một cọc phải buộc hai đoạn nha, một đoạn đây và một đoạn ở đây. Mà cái cọc này hơi thấp rồi. Cọc này là hơi thấp. Đúng nha, cái lưới này nó kéo căng lên được tí nữa đấy. Đây. Đấy. Ghim cái chân nó xuống như này nhá. Nếu mà buộc được đằng trước rồi thì đằng trên rồi ấy, thì mình kéo căng đằng trên xuống như này thì cái lưới nó sẽ đẹp. Bây giờ mình chưa buộc được đằng trên thì mình đóng đằng dưới này xong. Ngày mai mình buộc cái trên kia thì mình kéo nó căng lên nhá. Kéo căng lên thì nhìn nó mới đẹp nhá. Đây này, cái này là không phải tiếc lưới đâu nhá. Đấy. Cứ cầm ghim xuống. Kéo căng chân nhá. Không được tiếc lưới, nghe chưa? Không sợ nó hỏng đâu. Là của này. Vâng. Gọi là cứ khoảng cách cứ 50 phân một cái. Đóng ghim chân mà chỗ nào cần thiết thì mình lấy cái đất mình phủ lên như thế này nhá. Vâng. Cái chỗ này thao hồ lấy đất phủ lên. Xong là ngày mai là kéo căng cái đằng trên này lên. Đấy. Kéo căng đằng trên này lên xong mới buộc nhá. Buộc là buộc vào các cái mắt em ơi. Buộc là buộc các cái mắt này nhá. Buộc trên cái mắt này nhá. Xiên sang đằng kia chứ không thì nếu mà buộc vào giữa này là nó không có cái gì mắc ở đây, nó tụt xuống nghe chưa. Buộc đây mắt này và mắt này. Nhá. Xong cái chân nó chỗ nào hở mình lấy đất lấp vào. Ok. Cơ bản đấy nha. Yeah. Ngon nghẻ chưa? Bây giờ là anh chị em ở đây là cứ bảo nhau mà làm như thế nhá. Đấy, người ta hướng dẫn một buổi như này là biết cơ bản rồi. Đấy, bảo nhau mà làm ngày mai là xuống bảo bà con đào hết như những cái luống như này cho anh nhá. Sáng ngày kia là bảo bà con xuống lấy đồ nhá. Anh chở ô tô dưới làng dưới xong bắt đầu khuân đồ lên. Chuẩn bị đầy đủ hết nhá. Nhiều gà lắm. Trên này nhiều gà lắm. Xong, ngon nghẻ một cái mô hình, cái gọi là mô hình hướng dẫn được bà con cả một buổi chiều hôm nay là đã cơ bản rồi về hình thức gieo này, trồng này và hình thức để làm sao cái bờ rào nó căng đẹp
Đấy, bà con đã nắm bắt được hết rồi các bạn ạ. Bây giờ là thanh niên thanh niếc đi đá bóng rồi đây này. Thôi, cái nhà này là được một hộ nhá. Cất đi, mai sau à mấy hôm nữa là lấy cái thêm một cái ô doa và một bao phân nữa. Đấy, cái này là một hộ đấy nhá. Cái này là của hộ này đấy. Một hộ, tức là cái quà này là quà của một hộ ấy nhá. Nhà này còn thiếu một bao phân và một cái ô doa nữa là xong đấy. Lưới rào nhà nào cũng như này mà. Đâu hộ nào không làm? Cái chỗ không không rồi. Đi thôi nhỉ. Mai mà anh em cố gắng là chuẩn bị như cái nhà kia nhá, để ngày sáng ngày kia lấy đồ nhá. Sáng ngày kia lấy đồ đấy, chuẩn bị đầy đủ nhá. Sút phát được nào? Sút quả đang về đây. Sút tay trái à? Chân trái. Cẩn thận nhá. Hai bà. Có chúng đâu. Có chúng đâu mà biết. Cán bộ đá bóng như nào. Ây ạ. Ây à. Được. Mà này, sút cho quả này. Này. Nính mà sút, sút lên rời. Mà đây thầy em. Lâu lắm em không đá bóng rồi. Em lâu lắm em không đá mà. Từ cái thời trước em thủ môn kỳ cựu ấy. À thủ môn à. Do là bụng em to nên em không béo lên mà chơi. Không vận động được đúng không? Lên trời. Ây ê. À, các bạn ơi, cả buổi chiều hôm nay thì các bạn đã được xem những cái thước phim thật sự là ý nghĩa của bên chính quyền địa phương, đã cử hai cán bộ đại diện bên khuyến nông, thì có anh Kết là đại diện bên khuyến nông xã và anh Ninh là đại diện bên địa chính đã xuống giới thiệu cho bà con những cái kỹ thuật cơ bản nhất về các cái khâu kỹ thuật để trồng rau, phát triển kinh tế lâu dài. Đấy. À, video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây và cũng chuyển lời từ các mạnh thường quân, từ các bạn xem trên kênh Gái Bản. Cảm ơn tới hai anh rất là nhiều. Chúc anh sức khỏe nhé, công tác tốt. Xin chào. Đi cũng chưa về mệt quá, bây giờ đi xuống dốc nguy hiểm lắm.